từ đỉnh núi xuống tham quan điểm 13. Chúng ta sẽ đi xuống ở một cái đoạn đường vài chục mét như thế này, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đi vào điện 13. Ở đây người ta thiết kế cái dây như thế này nè các bạn, để mà mình dịnh nó mà đi vào sợi dây này mà đi nhá. Đây là cái lối đường dẫn xuống điện 13. Khi chúng ta đi cái đường này, nhất là cái mùa mưa như thế này, mình phải thật cẩn thận, đường nó rất trơn trượt. Chúng ta nhìn lại cái đoạn đường mà lúc nãy mình đã đi xuống nha. Xin chào các bạn, hiện mình đang đứng tại cửa hang động điện 13. Phía sau bên tay phải mình đây là hệ thống hang động với 13 tầng mà người dân nơi đây thường gọi là hang mẹ đẻ, và được xem là một trong những hang động huyền bí linh thiêng trên núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang này. Vậy xin mời các bạn đồng hành cùng mình vào khám phá, trải nghiệm xem hang mẹ đẻ này bên trong nó như thế nào nhé. Đi vào đây thì mình phải sử dụng ngàn biên, bởi vì trong đây nó rất là tối. Cỡ nhất nữa bụng tăng đá chèn chân trái qua trước. Tiếp xuống cái hàng này nha. Đây là cái đường đi xuống. Đây là cái cửa hang này các bạn. Cửa đi xuống nữa, xuống tầng thứ hai. Số 2 cái kèo thang. Đây là tầng thứ hai. Chúng ta bước xuống tầng thứ hai. Và mỗi một cái tầng như thế này thì cái diện tích nó khoảng chừng vài mét vuông thôi, chứ cũng không rộng. Đây là tầng thứ hai. Cửa thứ ba nè, họ hai chân thẳng xuống. Ở phía trên đó là tầng thứ nhất, lúc nãy chúng ta vừa đi qua. Mỗi một tầng vậy nó, cái diện tích của một cái hang nó cũng nhỏ thôi các bạn. Chúng ta nhìn lại cái quá trình nãy giờ mình đi nhá. Đây là mình xuống đến cái tầng thứ tư.
Lần thứ năm bỏ chân xuống hả hay sao? Lật ngựa bên phải bỏ chân xuống. Lần thứ năm. Đây là đi xuống tầng thứ 6. Các bạn thấy nè, cái đường nó nhỏ xíu như thế này nè. Những cái hang động này rất hẹp nha các bạn, phải biết cái cách đi chứ nếu không là không ổn. Mỗi một tầng như vậy là mỗi một tầng như thế này là người ta đều có một cái bàn thờ nhỏ và cái lư hương. Ủa, đi đường nào? Dạ, cái lỗ dưới đây nè. Lỗ nào chú không thấy? Đây nè. Thấy con không? Không. Đây nè, sau lưng chú nè. Nào. Đây nè, chú nhìn xuống lỗ nè. Cái lỗ dưới á. Ôi ơi. Rồi đây, đây chúng ta phải chui xuống cái lỗ tiếp theo là tầng thứ 8 này nha các bạn. Đây là xuống cái tầng thứ 8. Mình từ vừa tầng thứ 7 này nè chua xuống à, giờ xuống tới tầng thứ 8. Đây là tầng thứ 9. Mỗi một tầng thì người ta đều có cắm một cái đèn cầy để cho khách viếng hang người ta di chuyển đó các bạn. Đây chuẩn bị chúng ta xuống tầng thứ 9. Và ở đây có tổng cộng là tất cả là 13 tầng. Hang động địa 13 này là có 13 tầng. Tầng thứ 9 rất nhỏ hả? Rồi chúng ta đã xuống tới tầng thứ 9 nha các bạn. Tiếp tục chúng ta đi xuống tầng thứ 10 nha.
những hang động này rất nhỏ các bạn. Nơi đây thì chỉ dành cho những ai thích phiêu lưu, thám hiểm, mạo hiểm thôi. Chúng ta đi vào đây thì là mình không nên nói những cái gì mà mang tính điềm gở nha. Đây chúng ta đi xuống tầng thứ 10 nha. Đây là quang cảnh trong cái hang động tầng thứ 9. Và cái hang thứ 9 này rất nhỏ các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái hang thứ 11 nha. Mà ở đây có thể nói là chúng ta phải trườn bò, chứ không hoàn toàn là không có đi bình thường được nha. Là tầng thứ 11. Chúng ta quan sát ha. Cái tầng này thì được chắc khoảng 3 mét vuông. Mỗi một tầng người ta đều thiết lập một cái bàn thờ nhỏ và một cái lưu hương. Ở đây chắc người ta thờ có lẽ là thằng núi. Đây là tầng 13. Và cái tầng này là tầng cuối cùng, là mình sẽ đi ra ngoài chân núi. Rồi chúng ta đây là tầng thứ 13. Chúng ta quan sát cái tầng thứ 13 nha. Đây là cái tầng thứ 12. Tầng 12 lúc nãy mình mới vừa qua.
rồi chúng ta lên tới tầng 13 nhá. Ây dạ. Đập cái đầu rồi. Rồi cái này bỏ chứ đâu bỏ chân qua được hả? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi ra ngoài miệng hang nha các bạn. Đây là cái điểm cuối cùng. Và cái cửa hang thứ 13 hồi nãy đó các bạn, để mà đi qua chúng ta phải nép người trong cái tư thế giống như là một đứa bé được mẹ sinh ra. Và mình đi vào cái hang này thật sự là mình có cảm giác rất huyền bí. Đất nước mình còn nhiều điểm để chúng ta tham quan thám hiểm rất lý tưởng, thì điểm 13 này là một trong những cái điểm lý tưởng đó. Rồi bây giờ chúng ta đã đi ra tới ngoài hang nha các bạn, mồ hôi ướt đẫm hết. Và đây các bạn nhìn đây, đây là cái cửa cuối của điện 13, có nghĩa là lúc nãy chúng ta từ ở trên đỉnh núi trên kia à, từ trên kia chúng ta đi dài xuống đây, chui sâu xuống đây, và đây là cái điểm cuối